Rồi, chào cả nhà mình, cả nhà ơi. Chào cả nhà. Cha vui đi làm mồi đặt cua nữa cả nhà ơi. Hôm nay ngưng cũng lâu rồi cả nhà, hôm đặt không có dính rồi, ngưng cũng lâu rồi, giờ đặt lại coi chạy không cả nhà. Thì cha vui đang bỏ mồi vô chuẩn bị đi đặt, trời cũng sắp tối rồi cả nhà. Cũng lại chỉ có 5 cái lờ này thôi cả nhà ơi. Hy vọng là hôm nay đặt có nha cả nhà. Rồi, vô chỉ nói lên sơ được vậy thôi, rồi sáng vô đi thăm, đi quay cho cả nhà mình xem nha cả nhà. Chào cả nhà mình cái ba. Chào cả nhà. Chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe và an lành trong cuộc sống. Cả nhà mình ơi, cùng giữ gìn sức khỏe để vượt qua dịch nha cả nhà. Rồi, sáng đi thăm rồi vô quay cả nhà mình xem nhé. Chào cả nhà mình cả nhà. Sáng hai cha con đi thăm lợp đó cả nhà. Mưa quá trời cả nhà. Nhưng mà đang bão hay gì đó cả nhà. Hơn nước quá trời nước rồi. Trời đang bão quá nhờ. Ây da, ôi sâu dữ. Qua mưa nó chạy vô cái chân cả nhà ơi, nước mình tới đầu gối. Ra vô đập lúc mà trống có không ba? Nước ngập lúc luôn hả? Trời ơi, nước ngập lúc cái lờ cua vô chết trơn cả nhà. Quá trời nước. Cua nước ngập nó cũng ngập đó ta. Mưa quá trời giờ này mà còn quán gì nữa cả nhà. Nghe đài báo bão. Đâu thôi. Nước quá trời nước. Hết cua rồi. Hả? Hết cua rồi. Rừng hôm nay cũng lâu rồi đó nha. Mới đặt lại không chạy nữa là hết cua. Cái miếng nó có bị lớn này mà bắt có 20 kg cua rồi. Còn cái gì nữa. Chết trơn luôn cả nhà. Vô bộ tọt chết luôn. Quá trời nước. Ê,
Trời ơi, nước sâu thế. Cái đám ngao mát tốt hết biết luôn cả nhà. Nước sầu quá. Trời ơi, cũng vô nhiều cả nhà, chết trơn à. Tệ quá. Nước mưa hơn nước quá trời quá đất luôn. Cũng dính nhiều rồi chết trơn luôn hết ba. Mày đổ ra mình làm liền được không? Được. Nó cũng đắm, đắm vô dền này tốt dữ. Rồi mưa tới nữa, ào ào tới nữa. Vui vô nhà cái vô đổ ra quay thành quả cho cả nhà mình xem nha cả nhà. Bữa nay chết chơi cả nhà. Rồi vô vô tới nhà cả nhà. Đổ cho cả nhà mình xem nha cả nhà. Sáng nước ngập cái quá trời, cái nó thở không được, cái nó xỉu dần rồi cả nhà. Không. Rồi hết cua cái thiệt rồi cả nhà. Tính lần lần nè. Nước ngập cũng xỉu nữa. Cái ngập mà. Còn ở đường bò tọt thì nó vô mà nó chết ngắt hay không vậy? Còn con kìa. Bò tọt. Ôi nghe đang ngồi có người tỉnh không? Đâu. Chắc tỉnh không nổi. Cua rồi. Cái này cũng chết sạch cho về tỉnh lại ba bốn con. Mưa gì mà giờ này mà không còn mưa trời. Giờ nào ông không mưa.
chết đi sống lại mà cũng kẹp. Chết chèn cả nhà. Ủa, con bị chết ngợp nữa thôi. Con gì mà không thở. Mấy con kẹp đu hay là cả nhà, thật quá đặt hôm hai con này cả nhà, rất nhiều đây, nó ngợp muốn nó chết, ngợp muốn hết rồi cả nhà. Rồi vui cũng kết thúc clip luôn, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip của vui nha cả nhà. Chào cả nhà, cả nhà cho vui xin một like, một đăng ký để có động lực cho những video mới nha cả nhà. Đặt chuyện này nữa chắc cũng gần lâu cả nhà, hết cua cả nhà, đặt hơn 5 cái chạy được có nhiều đây. Chào cả nhà mình nha.